chào quý vị các bạn. Miền Bắc đã có một ngày chủ nhật cuối tuần với thời tiết khá tốt, một chút sương mù âm u vào buổi sáng, sau đó đến trưa là tiết trời tạnh giáo, nắng nhẹ hửng lên trên các tuyến đường. Nhiệt độ và độ ẩm ở mức tương đối dễ chịu. Trong đêm nay và ngày mai thì Bắc Bộ tiếp tục đón nhận thêm một đợt không khí lạnh tăng cường nữa. Tuy nhiên cường độ của nó không mạnh, vì thế sẽ ít gây ra biến đổi đến thời tiết ở Bắc Bộ. Ngoại trừ các tỉnh thành ở phía Tây Bắc Bộ như là ở tại Lai Châu, Điện Biên có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác vào đêm và sáng do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió yếu. Còn lại thì các khu vực khác trời ít mưa. Sáng sớm mai thì một chút khí lạnh tăng cường yếu sẽ khiến cho nền nhiệt độ giảm xuống ở mức là từ 20 cho đến 23 độ, thậm chí khu vực vùng núi còn thấp hơn. Vì thế nếu có dự định ra ngoài sớm thì quý vị cũng cần lưu ý là trang bị thêm áo khoác để tránh bị cảm lạnh. Cảm giác lạnh sẽ còn duy trì đến khoảng 9 giờ sáng, sau đó trời giảm mây dần và đến trưa chiều có thể hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ giảm nhẹ khoảng 1 độ so với ngày hôm nay, phổ biến ở mức là từ 26 cho đến 28 độ. Dự báo là dạng thời tiết ngày nắng giáo đêm se lạnh này sẽ còn duy trì trong cả tuần tới, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Chỉ có một chút e ngại, đó là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm sẽ khiến chúng ta phải lưu tâm đến việc phục trang sao cho phù hợp tùy thời điểm. Với cường độ tương đối yếu nên đợt tăng cường lần này của khối không khí lạnh sẽ không tác động nhiều đến thời tiết ở tại các tỉnh thành ở miền Trung. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ở tại đây vẫn khá ổn định. Mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi tại các tỉnh khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế, nhưng lượng nhỏ nên hầu như là ít ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở nơi đây. Với các khu vực khác bao gồm phần phía Bắc của miền Trung như là ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cũng như là các tỉnh phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết ít mưa hơn, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế và cao hơn khoảng 1 độ tại các tỉnh khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận. Thời tiết nhìn chung khá là mát mẻ và dễ chịu. Tiếp tục đà giảm mưa, trong đêm nay thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ có mưa dông ở một vài nơi. Đến ngày mai thì hầu hết các nơi sẽ đều có nắng sớm, nên nhiệt độ tại các khu vực này vì thế có xu hướng tăng khoảng 1 độ, phổ biến là từ 29 cho đến 31 độ ở Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên về chiều tối mai thì dưới tác động của rãnh thấp có trục ở vào khoảng từ 9 cho đến 13 độ vĩ Bắc thì khu vực Nam Bộ có thể sẽ có mưa dông trở lại ở mức là khoảng 2/3 diện tích khu vực. Lượng mưa thì không quá lớn. Tuy nhiên vấn đề đáng lo ngại hơn đó là chiều cường. Dự báo là trong đêm nay, ngày mai thì hầu hết các sông ở tại Nam Bộ sẽ xuống. Riêng ở tại Phú An trên sông Sài Gòn, mực nước sẽ xuống khá chậm ở mức là báo động 3 nên vẫn có thể gây tình trạng ngập úng, nhất là với các khu vực thấp trũng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở trên biển, dưới tác động của rãnh áp thấp có trục khoảng 9 cho đến 13 độ vĩ Bắc, trong đêm nay và ngày mai thì mưa dông tập trung tại các vùng biển phía Nam, khu vực từ Bình Thuận cho đến Cà Mau đến Kiên Giang và bên phía vịnh Thái Lan, cũng như là ở tại khu vực giữa và khu vực phía Nam của Biển Đông, trong đó có cả vùng biển quần đảo Trường Sa. Thời điểm mưa nhiều là chiều tối và đêm, tàu thuyền cần phải lưu ý tầm nhìn xa giảm thấp và có nguy cơ có thể có gió giật mạnh. Trái lại thì khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn thông thoáng trên 10 km, gió đông bắc với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5 và ít ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay sẽ khép lại với chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời tiết tiếp theo.